Thưa sư cho con hỏi, chúng sanh cõi ngạ quỷ có thể quy y Tam Bảo không? Và chúng có trí tuệ để học hỏi chánh pháp hay không? Thì xin thưa với quý vị đó, ngạ quỷ á, trong cái ngạ quỷ sự á, thì lại chia ra là cái hàng gọi là hàng gì ta, hàng giả xoa đó, thì cũng được tính làm tính vô chung cái ngạ quỷ như nãy xin nói rồi, hàng giả xoa cũng được tính vô ngạ quỷ. Rồi cái hàng vị trời cõi thấp thì có khi thì cũng được tính vô trong đó, tính vô luôn trong cái ngạ quỷ sự. Nhưng mà nếu mà đúng đúng chuẩn ngạ quỷ, mà đúng chuẩn ngạ quỷ đó là thuần túy là ngạ quỷ, có nghĩa là những cái hàng chúng sanh mà chịu khổ á ha. Tại vì hàng chúng sanh chịu khổ đó thì họ không có khả năng tỉnh táo, thì làm sao để học hỏi chánh pháp và quy y Tam Bảo? Họ không có được sự tỉnh táo. Nó giống như mà quý vị bị người ta đánh đập hành hạ, thì xin thưa là giờ đó là không không có suy nghĩ được cái gì hết trơn. Những cái hàng ngạ quỷ đó, khi mà nó bị cơn đói cơn khát nó hành hạ đó, thì nó không có suy nghĩ được cái gì hết, và khi đó nó không có khả năng quy y Tam Bảo và không có khả năng học hỏi chánh pháp. Tại vì khi đó nó đang bị hành hạ bởi phiền não cho nên nó không làm được. Chỉ có một số loài được gán ghép chung như là những cái loài mà dạ xoa đó, thì những cái con dạ xoa thì nó có khả năng quy y Tam Bảo, nó cũng chịu khổ ha, nhưng mà nó cái khổ của nó không có khổ tới mức như ngạ quỷ, và nó vẫn có được trí tuệ để cho nó có thể quy y Tam Bảo và có thể học hỏi chánh pháp. Cho nên trong kinh Á Xá Năng Chi đó thì có những cái vị dạ xoa quy y Tam Bảo, và có những vị dạ xoa giữ giới, có những vị dạ xoa học hỏi chánh pháp, có đó, dạ xoa thì có nhưng mà ngạ quỷ thì không có ha. Cho nên là ngạ quỷ là không có quy y Tam Bảo. Và tại vì sư chưa thấy một cái đoạn kinh nào mà nói là một cái con ngạ quỷ là nó quy y Tam Bảo hoặc là nó học hỏi chánh pháp thì không có. Có những cái đoạn kinh là nói là nó là một cái con dạ xoa, đôi khi thì tính vô chung hàng ngạ quỷ luôn, nhưng mà nói một cách chính xác thì nó là dạ xoa chứ nó không phải ngạ quỷ.